Chào cả các em, hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em bài học và tên là vi phân. Đây là một cái vi phân nha, là một cái khái niệm hoàn toàn mới, nó có sau cái khái niệm đạo hàm. Trong buổi học này thì cô sẽ giới thiệu một cái ứng dụng của vi phân là để tính giá trị lần đúng của hàm số. Với khái niệm vi phân thì đến lớp 12 các em sẽ học ứng dụng của vi phân rất là nhiều, nó nằm trong cái bài tích phân. Đó là một cái chương rất lớn của kiến thức lớp 12. Thì trong cái chương tích phân thì sẽ tất cả các ký hiệu tích phân đó, trong tất cả các bài tích phân đều có chứa ký hiệu vi phân trong đó. Còn trong buổi học này thì cô sẽ giới thiệu vi phân là gì. Một ứng dụng của vi phân là để tính giá trị gần đúng của hàm số. Thì đối với chương trình phổ thông thì vi phân sẽ được giới thiệu rất là ngắn gọn và giới thiệu cách trực tiếp là vi phân là gì và ký hiệu như thế nào. Còn ý nghĩa của nó thì ở đến đại học năm nhất thì các em sẽ được người ta giới thiệu cái quá trình nha, một cái con đường đi đến là nó xuất hiện khái niệm vi phân thì nó sẽ rõ nét hơn. Còn ở phổ thông thì có vẻ như là mình sẽ phải chấp nhận cái khái niệm đó, một cái khái niệm mới, nó có một công thức và một ký hiệu vậy em. Ở phổ thông thì học theo cái phương pháp thì giới thiệu cho học trò nhiều hơn là cái quá trình chứng minh để ra xuất hiện ra một cái khái niệm mới. Bây giờ cô cho ví dụ trước nha, trước khi cô vô khái niệm. Ví dụ mở đầu, trước khi cô vô định nghĩa vi phân, cô sẽ cho ví dụ mở đầu trước. Ví dụ mở đầu. Bây giờ cho một cái hàm số, đây là ví dụ nha, nghe nó rất là cụ thể. Y bằng Fx, cho hàm số y bằng Fx bằng kx đi, y bằng kx. Bây giờ cho x0 là số 4 đi, thì x0 là số 4. Nếu con cho x0 là số 4, như vậy thì các em tính f tại điểm x0 rất là dễ nha. Chỗ này nha, các em tính f tại điểm x0 có nghĩa là căn của 4 á nghe. Fx là căn của x, thì fx0 là căn của x0, là căn của 4. Căn của 4 tính rất dễ, tính rất nhanh, nó là bằng 2. Rồi, bây giờ nếu như cô thay đổi x0 này, cô thay đổi nó một cái đại lượng rất nhỏ, ví dụ như cô xét một cái x mới bằng x0 cộng một cái đại lượng rất nhỏ, là cô sẽ cho nó là 4 nè, cộng cho 0,001 đi. Ở đây có nghĩa là cô muốn cho delta x là 0,001. Ở đây cô muốn cho là delta x là bằng 0,001. Thì cái x bằng x0 cộng delta x là 4,001. Vậy hả các em? Nó là một số rất gần số 4. Ý tưởng đây là đây là một số rất gần số 4 nha. Cái delta x này người ta gọi là số gia của biến x, số gia của biến x, gia tăng gia giảm nó là độ lệch của x, đây là số gia của biến. Bây giờ câu hỏi đặt ra là tính fx là bằng f tại x0 cộng delta x bằng f tại 4,001. Cái giá trị này bằng bao nhiêu? Đấy nha. Để cô nói lại bài toán cho các em nghe nha. Cô nói lại đoạn này luôn. Đây là ví dụ mở đầu, cho nên là cô chọn một cái cách, cô đặt ra một cách tiếp cận luôn nha. Đó là ví dụ thì cô tiếp cận, cô giới thiệu cho các em một ví dụ cụ thể đi thôi. Cô cho trước một hàm số là căn x nha. Nếu như một cái số đẹp quá các em, cụ thể ở đây là ví dụ cô cho số 4 này, x0 là bằng 4, thì f tại điểm x0 là thấy x0 nó còn đây này, là căn của số 4 bằng 2, là tính rất nhanh. Bây giờ nếu như cô thay đổi số 4 này một cái đại lượng là delta x là 0,001, cái số này người ta gọi là số gia của biến, nó là delta x, một cái độ lệch của biến x các em. Rồi, như vậy thì x0 cộng delta x là 4,001. Mình muốn tính fx là f tại 4,001.
bằng bao nhiêu ở đây ha. Ở đây nếu như á thì là cô nói nhắc nha, nếu như mà em tính căn của 47001 mà em có máy tính á, thì dĩ nhiên là em cũng tính được cái giá trị này, dĩ nhiên là em có máy tính thì được rồi. Nhưng mà các bạn có đặt ra ở đây là bây giờ cô muốn tính căn của 47001, cô sẽ dựa vào, cô sẽ không có máy tính đâu ha, mà cô sẽ dựa vào căn của 4 và cô sẽ dựa vào delta x. Cô dựa vào delta x có nghĩa là cô sẽ dựa vào căn 4 phải không, là cô dựa vào fx0, cô dựa vào delta x là cô dựa vào số là 0.0001. Cô không có máy tính trực tiếp số này nha các em, mà cô cũng tính được cái đại lượng này nữa, mà dĩ nhiên ở đây là tính gần đúng, tính gần đúng đó. Cô chỉ cần dựa vào số 4 và cô dựa vào 0.0001, còn đại lượng nữa các em cô phải dựa vào đạo hàm nữa. Có nghĩa là cô cũng tính cái số này cũng không được có máy tính nha, không được có máy tính. Cô dựa vào số 4 nè, cô dựa vào 0.001 nè, còn một đại lượng nữa cô phải dựa vào đó là đạo hàm. Thì đạo hàm của hàm số á, căn x đạo hàm là gì? Em nhớ căn x đạo hàm là gì không? 1/2 đúng rồi đó, chính xác là 1/2 căn x. Thì cô phải dựa vào đạo hàm tại số 4 nữa. Đạo hàm tại số 4 rất đặc biệt này nè, là 1/2 lần căn của 4. Căn của 4 là 2 đó. Như vậy thì cái giá trị này nè các em, cái giá trị này cô nhắc trước cho các em xem ha. Căn của 4.0001 mà đem trừ cho căn của 4 á, đem trừ cho căn của 4 thì nó sẽ gần bằng cái mức bằng nha các em, chỉ gần bằng thôi. Đạo hàm tại số 4 nhân cho delta x. Nó sẽ gần bằng đạo hàm tại 4 nhân delta x. Đạo hàm tại 4 là bằng mấy? Đạo hàm tại số 4 là 1 chia 2 căn của 4 là 1/4 đó các em. Căn 4 là 2, 2 chia 2 là 4 thì là 1/4 nè. Delta x là 0.001. 0.001 nhân cho 1/4 là đạo hàm tại 4 nhân delta x. Được không? Là 0.001 nhân cho 1/4 nha. Rồi thì cái hiệu này nè, căn của 4.001 trừ căn 4 sẽ gần bằng cái đại lượng này. Vậy cô lấy cái đại lượng này cô cộng cho căn 4 là cô sẽ tính được căn của 4.001. Em thấy không? Đó là một cái ý mới nha, cô giới thiệu cho em. Là mình không cần bấm trực tiếp căn của 4.001, mình vẫn tính được nó. Mà những gì mình tính gần đúng nha. Và các cô đóng khung nữa thấy không? Các đóng khung là nội dung của bài mới. Cái đại lượng này người ta gọi là vi phân của hàm số y bằng căn x tại x0 bằng 4. Tên của nó là như vậy. Cái đại lượng của đóng khung này nè, tên của nó là vi phân. Vi phân của hàm số y bằng fx tại điểm x0 bằng 4. Đó là tên của nó. Okay. Vậy thì trong ví dụ này vi phân là gì? Vi phân là giá trị đường đúng số gia của hàm số. Số gia là độ lệch, độ lệch của hàm số tại số 4 và tại 4.0. Vậy nha. Hơi khó hiểu phải không? Ừ, tại vì bài mới quá em sẽ thấy khó hiểu. Cô sẽ ghi lại cái đoạn ngắn này nha, để hoàn thành cái ví dụ mở đầu cho các em xem, em quan sát lần nữa. Rồi, em nhìn trên bảng đi, nhìn cái chữ đây là hàm số y bằng căn x. Y bằng căn x, cô cho x không bằng 4, đây là ví dụ cho nên là cô tự cho số luôn đó, x không bằng 4. Dòng này các em hiểu rồi nha, căn 4 là 2, dòng này được các em. Dòng này gọi là f của x0, f tại điểm x0, f tại điểm x0 thì thấy x0 là số 4 vô, thì nó ra 2. Rồi, x bằng x0 cộng delta x này cũng tự cho, cũng tự cho nha, x0 cộng delta x này cũng tự cho luôn. Là 0.001, là 4 cộng 0.001, là 4.001. Rồi, delta x là 0.001, là gọi là số gia phổ biến. Rồi, câu hỏi của cô là tính f tại x
tính ghép tại x có nghĩa là tính ghép tại x không cộng delta x. Cô thấy chữ như không? Nè chữ x nè, chữ x là bằng x không cộng delta x thì cô thấy chữ x bằng x không cộng delta x thôi. Rồi là bằng f tại chữ x là 4.001 chấm một, không được bỏ cái tính nha, không được thấy số này vô căn này bỏ cái tính. Và cô giới thiệu thêm một công thức mới nha, nó như thế này: f tại x không cộng delta x trừ f x không về nhà em, nó sẽ bằng đạo hàm tại điểm x không nhân cho delta x, được không? Nó có cái này đó, cô giới thiệu ai xin lỗi cái này gần bằng cái đại lượng bên phải này nè, cái này gọi là gì? Gọi là vi phân. Cô ghi lại định nghĩa đàng hoàng nha, cái này cô mở đầu trước. Vi phân của hàm số, vi phân của hàm số y bằng fx tại điểm x0. Vi phân của hàm số tại điểm x0. Một chút nữa cô giới thiệu với các em cái khái niệm này thì nó sẽ được ký hiệu, nó sẽ là DI tại điểm x0 hoặc là DF tại điểm x0. Nó sẽ đặt ký hiệu là gì? Nó đặt ký hiệu là gì? Chút nữa cô ghi lại hết, yên tâm nha. Hết bài luôn bài vô cái gì đó. Nhưng mà mới vô cô làm cái ví dụ các em thấy nó hơi gọn chút nha. Tại vì nó nhiều cái ví dụ nhỏ trong đó. Rồi xem nha, F tại đây cô ngoài bắt kỹ thử nha. Thấy chưa thôi? À cô ngoài cổng ly. Cổng ly thế từng ký hiệu của dòng đầu tiên này ha. Cái dòng mà cô đang viết nè, em đang đọc ký hiệu này là F tại đâu? Đây là F tại 4 cộng cho 0.001. F tại 4.001 trừ cho F tại 4. À, trừ F tại 4. Thấy số vô à em? Bạn đang thấy số vô đó. Trừ F tại 4, trừ F tại 4, gần bằng. Vậy là F phẩy tại 4 nhân cho 0.001. À, quy đây nha. F phẩy nó sẽ là 1 chia 2 căn x nha. Căn x tạo hàm là 1 phần 2 căn x. Cho nên F phẩy tại x0 nó sẽ là 1 chia 2 căn của 4 là 1 phần 4 nha. Nhìn thấy em quy thêm một cái. Vậy là chỗ này gần bằng. Gần bằng này em. Gần bằng nè. Gần bằng F phải tại điểm x0 là cô ghi số mấy? Dạ 1 phần 4. À 1 phần 4. F phải tại x0 là 1 phần 4 đó. Rồi nhân đen tí là như mấy em? Dạ 0.001. À 0.001. Rồi vậy từ đây ta suy ra, ta suy ra F tại 4.001 gần bằng F4 kiểu qua bên phải, F4 kiểu bên phải nè, trừ F4 cái bên phải là F4 đậu 1 phần 4 nhân 0.001 chỉ là gần bằng mấy? F tại 4 là bằng mấy em? Dạ là bằng 2. Đây nè, F tại 4 nè. Dạ là bằng 2. F tại 4 là bằng 2. 2 cộng cho số này nha, số này là 2.00025. Đây, cô ghi số này xong rồi thấy ghi đây là 0.00025. Đây là giá trị gần đúng của F tại 4.001. Gần bằng 2.00025. Vậy đó. Đó, tính gần đúng vậy đó. Cô tính gần đúng dựa vào ba con số. Cô dựa vào đây nha. Đạo hàm tại điểm 4 là con số thứ nhất. Con số thứ hai là delta x là con số thứ hai. Con số thứ ba là f tại 4. Phải không? Cô dựa vào ba con số này, con số thứ nhất, con số thứ hai, con số thứ ba, cô tính được f tại đây. Rồi. Rồi bây giờ tôi giới thiệu định nghĩa của vi phân.
nãy là cô giới thiệu kem ví dụ ở đầu, bây giờ kem xem lý thuyết nha. Cái này là lý thuyết nha. Định nghĩa vi phân là gì? Số 2 nha. Định nghĩa cho hàm số y bằng fx xác định trên khoảng AB, có nghĩa là khoảng AB này là tập con của bị xác định, khoảng AB là tập con của tập xác định. Cho hàm số xác định trên khoảng AB và có đạo hàm tại x thuộc khoảng AB, nghĩa là giả sử rằng cho hàm số tồn tại đạo hàm, có đạo hàm tại một điểm x thuộc khoảng AB. Giả sử delta x là số gia của biến x, cái delta x này tên của nó là số gia của biến, em số gia của biến số, nó là bằng x trừ chỉ không, nó là x trừ chỉ không, nó là độ lệch các em, độ lệch của hình độ, nó là delta x là số gia của biến x. Ta gọi tích f phẩy x nhân cho delta x, đạo hàm nhân cho delta x là đơn giản vậy thôi ha. Đạo hàm tại điểm x là nhân cho số gia của biến, đạo hàm của hàm số tại điểm x, hôm trước là kem học bài đạo hàm rồi, bây giờ nếu như kem lấy đạo hàm mà kem nhân thêm cho delta x thì cái tích số này nó cung lại nè, cái tích số này tên của nó là vi phân của hàm số, tên nó là vi phân kem. Đạo hàm f phẩy x nhân cho delta x được gọi là vi phân của hàm số y bằng fx tại điểm x ứng với số gia delta x. Cái tên nó hơi dài nha. Vi phân của hàm số y bằng fx tại x ứng với số gia delta x ký hiệu là, cái công thức của cô đóng khung này nè, nó được ký hiệu là dfx, đây là ký hiệu mới, dfx hoặc là de, ký hiệu của nó là dfx hoặc là de. Ở đây cô viết lại nè, de bằng ký hiệu DE này đó, nó trùng với ký hiệu DFX, hai ký hiệu là như nhau đó nghe. Nè, cô đang chỉ cái thước đó không? Ký hiệu này, ký hiệu này là như nhau. Trong lúc làm bài tập mình chỉ cần ghi một trong căn thôi. Còn mình ghi DE là nhanh hơn nha. DE nó nhanh hơn là DFX. Công thức là bằng F và X nhân delta X. Vậy thôi. Cái công thức này là gì? Vi phân của hàm số tại điểm X. Vậy thôi. Còn nếu mà cô ghi X0 á, cô ghi X0 là một con số cụ thể hơn á, cô ghi là DFX0 thì bằng đạo hàm tại điểm X0 nhân cho delta X, thì cái hiệu này thì cô sẽ gọi là vi phân của hàm số tại điểm X0. Để cô đọc tên này nè, vi phân của hàm số tại điểm X0. Còn nếu cô viết như vậy thì cô đọc là vi phân của hàm số tại X, vi phân của hàm số tại X. Còn đây là vi phân của hàm số tại điểm X0. Rồi, nếu y bằng x có nghĩa là cô cho hàm số y bằng x. Ví dụ như cô cho y bằng x mũ 3, y bằng x mũ 2, y bằng sin x, y bằng cos x, vân vân. Ở đây cô cho y bằng x. Đặc biệt các em, đặc biệt là cái tốc độ bằng hình độ, trường hợp đặc biệt. Y bằng x đây là trường hợp đặc biệt nha. Cô đang chỉ là trường hợp đặc biệt. Nếu y bằng x thì dy bằng cái gì? Dy bằng cái gì? Theo công thức này nè, DE là bằng đạo hàm nhân cho delta x. Vậy nếu chữ Y, hàm Y đó mà bằng X thì DE là bằng Y đạo hàm nhân cho delta x. Mà Y đạo hàm là X đạo hàm, X đạo hàm là 1. Em nhớ này không? X đạo hàm là 1 không? Nếu Y bằng X thì cô thấy đây là Y đạo hàm là bằng X đạo hàm là bằng 1. Do đó nó chỉ còn là chữ delta x thôi, là 1 nhân cho delta x thì số 1 cô có ghi đó. Tóm lại là nếu y bằng x thì dy bằng delta x, mà chữ y bằng chữ x, do đó dy là bằng cũng bằng chữ dx, do đó chữ dy là nó cũng bằng chữ dx, và trong trường hợp này nó bằng delta x. Nó tóm lại là ký hiệu dx bằng ký hiệu delta x, do đó cái chữ này người ta có thể thay bằng chữ dx. Và sau này nha, trong giáo trình người ta sẽ thay cái ký hiệu delta x này là bằng chữ d. Cô viết lại thôi, do đó là cô viết lại thôi. Dy bằng d bằng fx bằng đạo hàm nhân cho dx. À, con cứ nói vậy thôi. Bây giờ ví dụ thứ nhất, cho y bằng x mũ 3 trừ lớp x cộng 1 là bằng fx. Câu hỏi là tính vi phân, là tính dy.
Rồi, cô mời bạn Duy đọc cho con. Đây y bằng cái gì? Công thức là cái chữ DI là nó bằng ký hiệu DFX nha các em, hai ký hiệu này như nhau nha các em. Hai ký hiệu như nhau nha. Công thức là bằng F phẩy X nhân cho DI. Rồi thì Duy đọc cho cô đọc nha. Đã làm là 3X bình 3X bình trừ 5 3X bình trừ 5 một đảo hàm là không nhân cho DX. Vậy thôi đây. Ví dụ kết thúc rồi đó. Bài đó không đi. Vi phân chỉ có vậy thôi. Vi phân là bằng đảo hàm nhân cho DX. Vi phân ký hiệu là chữ DY. Bạn đọc đảo hàm đúng không? Đúng không em? 3 x bình phương trừ 5. Vi đọc đúng không? Đúng. Ví dụ thứ hai y bằng fx bằng sin bình phương. Sin bình phương nha. Ví dụ này cô làm nha. À, tính dy. Tính dy. Rồi phải kiểu tính dy tại bi phần 2. Để cô giải ví dụ này cho các em xem luôn. Tính DI là tính vi phân tại điểm x bất kỳ. Còn tính DI tại bi phần 2 có nghĩa là tính DI tại điểm bi phần 1. Theo công thức các em thì DI bằng cái gì? Bằng theo công thức này là công thức này. DI là bằng F phẩy nhân cho DX. Đó là công thức nó như thế. Còn F phẩy á, F phẩy là sin bình phương đảo hàm. Sin bình phương đảo hàm là gì? Thì ở đây người ta dùng công thức là u mũ alpha. U mũ alpha hay quy chữ n đi. Dễ nha. Các em dễ u mũ n đảo hàm là n u mũ n trừ 1 nhân chung phẩy. Nó không có gì nữa. Rồi, đó cô mời bạn Thủy đọc thử nha. Đọc cô nghe thử đúng không? Sin bình đảo hàm là gì? N là số 2. Dạ 2. U là chữ sin x. U là chữ sin x. U là sin x các em. N là số 2. N là số 2 nha. U này là sin x. Công thức đó là N nhân U mũ n trừ 1 nhân U phẩy. Sin x mũ mấy em? Mũ 1. 2 trừ 1 là nhân U phải là nhân cái gì? Nhân U phải là nhân sin. Sin phải là bằng 2 sin x. À, sin đảo hàm là có x. Rồi bây giờ còn tỉ thế vào, tỉ thế vào cái công thức vi phân nè. Vậy đi đi bằng cái gì? Cũng đọc là thế vô 2 sin x ngoài nhân có ý nhân là nhân ý. Em muốn ghép lại nữa cũng được, nếu em muốn ghép lại nữa là hai sin có em biết phạm gì không? Sin hai ý cũng rồi nhân cho nhân cho đi. Đây là mình tính được dy. Dy này là vi phân tại điểm x bất kỳ. Vi phân tại điểm x bất kỳ. Bây giờ tính dy tại bi phần 2 có nghĩa là thế x bằng bi phần 2. Rồi đây. Rồi. Đây cô mời bạn Thư nha. Cô Thư ngồi cuối nè. Bạn Thư tính dy tại bi phần 2 nha. Để cô nghĩ nha. Là vi phân tại điểm bi phần 2. Vi phân tại điểm bi phần 2. Còn nếu như mà ký hiệu này có nghĩa là vi phân tại điểm x bất kỳ. Vi phân tại điểm x bất kỳ. Đây là vi phân tại điểm bi phần 2. Rồi. Lẽ thế x nhỏ thì bằng bi phần 2. Chỉ thế vào cái đảo hàm thôi. Còn cái chữ dx này vẫn giữ nguyên nha. Chữ dx này không được thế gì hết. Thế là thế vào cái chỗ của đảo hàm. Thế vào giá trị x trong cấu trúc đảo hàm. Vậy là bằng cái gì hả em? Dạ sin 2 nhân 2. Bằng sin của 2 nhân bi phần 2. Nhân bi phần 2. Nhân bi
để nhân cho dx, chỗ này là sin của mi này, nhân cho dx sin mi là mấy? Sin mi là không, không nhân dx này. Có ví dụ vậy đó các em, kết thúc ví dụ này rồi đó. Ví dụ thứ ba, cho y bằng fx, y bằng fx bằng bằng căn của 5x trừ 4, tính đi rồi sau đó tính đi tại 1. Nếu mà cái bài này thì em dùng cái công thức đạo hàm là căn u nha các em. Căn u đạo hàm là u phẩy chia cho hai căn u. Rồi. Cô gọi là Phương nha, Phương phát biểu chúng ta. Em tính cho cô nghe đạo hàm chúng ta. Đạo hàm. Dạ, 5 trên x, 5x trừ 4. Cái này là căn u nè. Câu thức này hiểu là căn u nha. Dạ, dạ 5x trừ 4. Phải. U là 5x trừ 4, đúng rồi. Em áp dụng đúng với câu thức này nha. Chia cho 2 nhân căn 5x trừ 4. Rồi, chính xác. Đọc lần nữa em. Dạ, 5x trừ 4 phải. 5x trừ 4 đạo hàm. Đạo hàm. Chia cho 2 nhân. Chia cho 2 nhân cho 5x trừ 4. Căn của 5x. Căn của 5x trừ 4. Trừ 4. Vậy trên tử là số mấy em? Dạ, trên tử là số 5. À, số 5. 5 chia cho 2 lần căn của 5x trừ 4. Rồi bây giờ Phương đọc cho cô đi phân của hàm số nè. Dy bằng cái gì? Dạ, dy bằng. Dy có nghĩa là dy tại điểm x bất kỳ nè. Dy là dy tại điểm x bất kỳ. Nó bằng dfx. Công thức của nó là f phẩy x nhân cho dx. Và em đọc nghe. Dạ, 5 chia cho 2 căn 5x trừ 4. 5 chia cho 2 lần căn của x 5x trừ 4 nhân cho dx. Rồi, nhân dx. Rồi, cảm ơn Phương. Còn một ít nữa ha. Còn đi tại hộ. Rồi, cô mời bạn nhân. Bạn đang đọc cái cô đi tại hộ. Cô sẽ chỉ cho em đi tại hộ. Đi tại hộ. Có nghĩa là vi phân tại số 1. Em chỉ việc thế số 1 này vào chữ x của đạo hàm để em tính cho cô thôi. Còn chữ dx này vẫn giữ nguyên. Chỉ được thế số vào cái vị trí của đạo hàm thôi em. Rồi đi tại một bằng mấy? 5 trên mấy? 5 trên 2. 2 căn 5 trên 5 nhân cho 1 trừ 4 là bao nhiêu em? Rồi căn của 1 là? Là 1. Vậy thì chỗ này cô ghi số mấy? Hả? Rồi bắt đầu cái này cô sẽ ghi là? Rồi đúng rồi. Vậy tóm lại đi tại 1 phần mấy? 5 phần 2. Nhân cho? Nhân cho đi. Đó là vi phân tại 1 đó. Rồi, cảm ơn nhau. Ví dụ vậy đó, các em vi phân cấp 1. Các em có cái bài đã bằng cấp 2, nhưng mà các em chưa được học vi phân cấp 2. Ở lên đại học thì các em sẽ học vi phân cấp N luôn. Đang vi phân cấp N luôn. Ở cái kiến thức của lớp 11 thì chỉ có một cái ứng dụng là áp dụng vi phân để tính gần đúng. Hồi nãy cô có thể hiện qua cái ví dụ ở đầu không? Cô nói với em một xíu nữa mà. Còn cái lớp 12 thì ứng dụng rất nhiều trong cái kiến thức phân. Hồi nãy cô giới thiệu rồi không? Lớp 12 thì ký hiệu vi phân sẽ xuất hiện trong tất cả các bài thức phân. Sẽ có ký hiệu vi phân. Cái công thức tính gần đúng của vi phân x0 cộng delta x trừ fx0. F tại điểm x0 cộng delta x trừ f tại điểm x0 gần bằng đạo hàm tại điểm x0 nhân cho delta x. Nếu mà cô chuyển vế qua
là f tại điểm x0 cộng delta x sẽ gần bằng fx0 cộng đảo hàm tại điểm x0 nhân delta x. Như vậy nha. Đây là công thức áp dụng vi phân để tính gần luôn. Cái đại lượng này gọi là vi phân nè. Đại lượng này là vi phân. Đây cái chỗ mà cô đánh cái dấu mặt này nè. Là vi phân là đại lượng này. Cô thử nói một cái nghĩa bên ngoài cho nghe thử nha. Để em nhận xét công thức này cũng nói cái gì nha. Cái giống như cái ví dụ mở đầu hồi nãy. Nhưng mà ví dụ mở đầu hồi nãy là cô cho một cái hàm cụ thể là căn x. Bây giờ tôi nói một cái ví dụ thực tế. Ví dụ f là fx là chiều dài thanh kim loại đi. Này em nghe qua một chút em không hiểu cái hỏi lại cô. Chiều dài thanh kim loại. Giả sử cô nói fx là chiều dài thanh kim loại, x là nhiệt độ nha. X là nhiệt độ. Nhiệt độ nha em. Nhiệt độ của thanh kim loại. Fx là chiều dài của thanh kim loại. Chiều dài của thanh kim loại thì sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ. Đúng không em? Nào phụ thuộc vào nhiệt độ. Để em nghe qua một cái ý nghĩa của vi phân. Một cái loại là phụ thuộc vào nhiệt độ. Như vậy giả sử x0 là nhiệt độ lúc đầu. X0 là 100 độ đi. Đây là nhiệt độ lúc đầu. Nhiệt độ lúc đầu nha. Vậy fx0 là gì? Fx0 là chiều dài thanh kim loại lúc đầu. Nghĩa là chiều dài lúc nhiệt độ là 100 độ á em. Chiều dài của thanh kim loại lúc thời điểm ban đầu là lúc thời điểm 100 độ. Bây giờ nếu như mình dịch chuyển nhiệt độ lúc sau là nhiệt độ lúc đầu cộng delta x, cô ví dụ là 105 độ. Vậy em biết delta x là bao nhiêu không? Delta x là bao nhiêu không? Thời điểm lúc sau là 105 độ thì x0 là 100 độ, vậy delta x là bao nhiêu? Là 5 độ. Cái này là số gia của biến x, nó là độ lệch của nhiệt độ. Độ lệch của nhiệt độ. Thì có bỏ đặt ra là người ta muốn tính chiều dài của thanh kim loại tại thời điểm 105 độ. Chiều dài thanh kim loại. Chiều dài thanh kim loại tại thời điểm 105 độ. Chiều dài thanh kim loại tại thời điểm 105 độ. Có nghĩa là ép tại 105 độ các em. F tại 105 độ bằng bao nhiêu? Thì người ta sẽ tính dựa vào đâu? Người ta sẽ tính dựa vào được, dựa vào ba con số. Người ta sẽ tính dựa vào con số này kia. Chiều dài tại thời điểm 100 độ. Chiều dài lúc đầu. Người ta sẽ tính được dựa vào chiều dài lúc đầu. Dựa vào độ lệch của nhiệt độ là 5 độ. Chiều dài lúc đầu là F tại 100 độ. Delta x là 5 độ, là độ lệch của nhiệt độ. Và còn phải dựa vào đảo hàm nữa em. Đảo hàm tại thời điểm 100 độ. Nếu như cô có ba con số này, cô sẽ tính được chiều dài thanh kim loại tại thời điểm 105 độ. Đấy như thế em nghe. Công thức là gần đúng. Gần đúng cái gì ghi cho em xem luôn nha. Theo cái công thức của bạn ở đây nha, thì nó có như vậy. Chiều dài thanh kim loại tại thời điểm 105 độ gần bằng. Thử ra thế cho đọc đúng nha. Hoa Lan đọc thử đúng không? Không mời Lan. Cái cô mới vừa ghi nó là cái này nè. Nó là cái này. F tại 105 độ là công thức này nè. Thì em đọc là gần bằng. Cái này em đọc cụ thể đó thôi. Gần bằng F 100 độ cộng F phẩy tại 100 độ nhân delta x. Nhân delta x là nhân? Nhân 5 độ. Đây là tính áp dụng vi phân để tính gần đúng là như vậy. Đây là chiều dài của thanh kim loại tại thời điểm 105 độ.
chiều dài ở thời điểm 100 độ cộng cho đạo hàm của hàm số tại thời điểm 100 độ và nhân cho đề tỷ là nhân cho độ lệch của nhiệt độ. Nếu như em hiểu được cái ý ha, cái ý tưởng của cái ví dụ giới thiệu đây ha, thì có phải là cô có thể điều chỉnh cái tiết một số kỳ được không? Được đúng không? Nhưng mà mình sẽ áp dụng được công thức này với điều kiện là gì? Hàm số phải có đạo hàm, hàm số phải có đạo hàm nha em. Và dĩ nhiên muốn làm một bài cụ thể thì cái hàm này phải có công thức luôn nha em. Thì có công thức em mới tính được đạo hàm chứ. Thì cô ra ý tưởng thôi, được không? Phải có công thức thì em sẽ tính được đạo hàm. Giá trị của hàm số tại thời điểm x0 cộng delta x sẽ được tính vào dựa vào ba con số f tại điểm x0, delta x và f phẩy tại điểm x0. Đó như thế là công thức ra đây. Công thức này gọi là gì? Gọi là áp dụng vi phân để tính gần đúng. Cái chỗ mà cô mặc lại nè, đó là ý chính của bài học ngày hôm nay, đó là vi phân của hàm số y bằng fx tại điểm x0. Vi phân của hàm số tại điểm x0. Còn cái độ lệch ở bên trái này nè, cái này người ta gọi là nguyên cái công thức bên trái của cô chỉ nè, người ta gọi là số gia của hàm số. Còn bên phải này là vi phân. Còn cái chữ đen tiếp này gọi là số gia của biến. Rồi cái phần lý thuyết của học hôm nay là như thế nha các em. Và tiết học sau cô sẽ cho các em các ví dụ cụ thể hơn và cô sẽ giải đáp các thắc mắc cho các em. Và tiết học hôm nay